Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với bản tin FBNC 24/7 và bây giờ Minh Vy xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện đầu tiên. Tuần trước Bộ Công Thương đã ban hành thông tư số 47 về quản lý website thương mại điện tử. Đáng lưu ý, thông tư mới quy định các trang mạng xã hội có mở gian hàng phục vụ cho việc quảng cáo kinh doanh cũng là website thương mại điện tử. Theo đó, những người kinh doanh trên mạng xã hội như Facebook cũng phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Việc này đã gây ra nhiều tranh luận về cách kiểm soát doanh thu cũng như mức độ khả thi của quy định. Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi với bà Trần Thị Lệ Nga, Phó Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh xung quanh vấn đề này. Thưa bà, xung quanh cái thông tư 47 về quản lý các cái website thương mại điện tử thì có một cái điều mới, đó là những cái trang mạng xã hội thì cũng chính thức được đưa vào cái diện cần phải quản lý. Thì cụ thể là những cái đối tượng nào sẽ phải kê khai và tính thu nhập thuế khi mà sử dụng các cái trang mạng xã hội này ạ? Theo quy định của luật thuế hiện hành thì tất cả các cái tổ chức cá nhân có phát sinh cái hoạt động kinh doanh, tạo ra doanh thu, thu nhập trên lãnh thổ Việt Nam thì đều phải thực hiện việc đăng ký thuế và kê khai nộp thuế. Do cái xu thế hội nhập quốc tế nên việc quảng cáo nó đã phát triển với những nhiều cái hình thức khác nhau. Trước đây thì quảng cáo trên trang web, quảng cáo trên bằng các cái bảng điện tử hoặc quảng cáo trên các cái tờ rơi, tờ bướm. Nhưng mà hiện nay thì đã có rất là nhiều các cái tổ chức cá nhân mở các cái trang điện tử của mình lên để thực hiện việc bán hàng qua mạng. Thì theo quy định thì tất cả các cái tổ chức cá nhân này thực hiện cái việc quảng cáo, phát sinh cái hoạt động kinh doanh trên cái lãnh thổ Việt Nam thì thực hiện phải đăng ký thuế và kê khai nộp thuế. Trong năm 2013 và đầu năm 2014 thì Cục Thuế đã có một cái bản thông báo đăng trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, thông báo cho tất cả các cái tổ chức cá nhân có thực hiện cái việc mà dịch vụ cái quảng cáo trên trang mạng thì phải liên hệ đến cơ quan thuế nơi của mình cư trú, hoặc là đối với các cái tổ chức cá nhân ở trong nước. Còn nếu như đối với các tổ chức cá nhân nước ngoài thực hiện cái việc quảng cáo ở Việt Nam thì khi mà bên nào mà chi trả cái khoản tiền đó cho tổ chức cá nhân nước ngoài thì phải có nghĩa vụ chặn trừ thuế và kê khai nộp cho ngân sách nhà nước. Thưa bà, đối với những cái việc là quảng cáo trên các trang mạng xã hội á, thì tôi thấy là bên cạnh những cái chuyên mục riêng dành cho quảng cáo, chẳng hạn như là Facebook họ có một cái công cụ là fanpage để cho những cái người dùng, người tham gia thì có thể là quảng cáo cái sản phẩm của mình trên cái trang đó, thì ngoài ra thì cá nhân mỗi người dùng cũng có thể đưa những cái sản phẩm nhỏ lẻ mà mình có cái nhu cầu kinh doanh lên trên cái trang, ngay trang chủ của mình. Những cái quảng cáo nó nhỏ lẻ và nó đơn thuần như vậy thì có bị chịu khống chế bởi cái quy định này hay không ạ? Cái quy định đó thì nó không phân biệt là cái việc quảng cáo đó là quảng cáo thời gian dài hay ngắn, cũng không phân biệt là cái giá trị của dịch vụ quảng cáo lớn hay nhỏ, hoặc là không phân biệt là quảng cáo dưới hình thức nào, trên fanpage hoặc là trên tất cả các cái giao dịch trên trang chủ hoặc là các cái giao dịch trên các cái trang điện tử thì đều phải thực hiện cái quy định này, phải thực hiện việc kê khai nộp thuế. Tuy nhiên là với những cái loại hình quảng cáo nhỏ lẻ như vậy thì rõ ràng là không dễ để kiểm soát, do đó có nhiều ý kiến cho là sẽ có cái sự không công bằng chỉ khống chế đối với những người mà quảng cáo ở cái quy mô lớn thôi. Bà nghĩ như thế nào về ý kiến này ạ? Chúng tôi xin khẳng định là về mặt nguyên tắc, về mặt chính sách chế độ thì tất cả các tổ chức cá nhân đều phải thực hiện kê khai nộp thuế. Tuy nhiên, những cái tổ chức nào, cá nhân nào mà chưa thực hiện việc kê khai nộp thuế, nghĩa là có hành vi về trốn thuế, thì khi cơ quan thuế kiểm tra phát hiện sẽ xử lý theo quy định. Dạ, cái việc phát hiện đó thì hiện mình có cái quy chế cụ thể là cái cách thức như thế nào hay là... Không, chúng tôi sẽ có những cái biện pháp kiểm tra của chúng tôi. Thí dụ như là bên Việt Nam khi chi tiền quảng cáo cho các cái tổ chức cá nhân nước ngoài quảng cáo cái sản phẩm của mình trên trang mạng, mà chúng tôi kiểm tra là anh đưa vào cái chi phí, cái khoản mục này của anh khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, thì chúng tôi sẽ phải kiểm tra là hồ sơ chứng từ hợp đồng, rồi các cái chứng từ chi tiền, đồng thời cái hồ sơ chứng từ khấu trừ thuế của nhà thầu có hay không. Nếu mà anh chưa thực hiện cái việc khấu trừ thuế nhà thầu thì cái tổ chức cá nhân Việt Nam phải là người trách nhiệm nộp thay cái khoản đó. Dạ vâng, xin cảm ơn bà. Thưa quý vị, bất chấp các cuộc biểu tình bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Athens vào tối ngày 7 tháng 12, Quốc hội Hy Lạp đã thông qua kế hoạch ngân sách năm 2015. Theo đó, chính quyền Athens sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp thắt lưng buộc bụng nhằm hạn chế thâm hụt ngân sách và hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững. Ngay trong những phút giây đầu tiên của ngày thứ Hai, 8 tháng 12, Quốc hội Hy Lạp đã phê duyệt ngân sách trong năm tới mà không cần chờ ý kiến của chủ nợ Troika. Ngân sách được thông qua với 155 phiếu thuận và 134 phiếu chống. Động thái này xảy ra trong bối cảnh môi trường chính trị ở Hy Lạp đang ổn định và Thủ tướng Antonis Samaras đang đấu tranh thoát khỏi gói cứu trợ không được lòng dân.
đồng thời đảm bảo sự sống còn của chính phủ của ông trong kỳ bầu cử sắp tới. Kính thưa các vị đại biểu, tôi kêu gọi các vị bỏ phiếu cho ngân sách cân bằng đầu tiên trong nhiều thập kỷ. Đây là bước đi lớn nhất mở đầu cho những ngày tiếp theo của Hy Lạp. Sau đó chúng tôi sẽ hướng tới cuộc bầu cử tổng thống và cân nhắc những hiến pháp có thể đưa đất nước ra khỏi vũng lầy. Tổng thống cũng nói thêm rằng gói cứu trợ đã đến hồi kết thúc và Hy Lạp đã hoàn thành chương trình hỗ trợ tài chính sớm hơn một năm so với dự đoán. Trước phát biểu đó, lãnh đạo đảng đối lập ông Alexis Tsipras tỏ ra nghi ngờ về lời quả quyết của Tổng thống, đồng thời cũng không quên kêu gọi bầu cử. Chương trình cứu trợ tài chính không phải là thứ mà chúng ta có thể bước vào và bước ra bất kỳ lúc nào chúng ta muốn. Những người đang mắc kẹt trong đó không dễ dàng tìm thấy lối ra. Kết quả bỏ phiếu cho thấy chính phủ đang đi đến kết thúc. Tổng thống càng sớm nhận ra điều này thì chúng ta càng có thể hướng tới bầu cử để xây dựng một đất nước tốt đẹp hơn. Ông Samaras hiện nay không có đủ sự hỗ trợ cần thiết để tranh cử tổng thống. Một cuộc bầu cử chỉ được tiến hành nếu quốc hội không bầu ra được một tổng thống mới. Kế hoạch ngân sách 2015 là kế hoạch mới nhất trong suốt 3 thập kỷ qua, hứa hẹn cắt giảm thuế cũng như đảm bảo tăng trưởng kinh tế trong năm sau. Trước đó, bộ ba chủ nợ Troika cho rằng Hy Lạp phải tiếp tục cắt giảm chi tiêu, nhưng phía Hy Lạp không đồng ý. Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp ông Gikas Hadovelis cho biết, việc bỏ phiếu quyết định thời gian gia hạn của gói cứu trợ là sau hôm thứ Hai, 8 tháng 12. Trước khi đó, bên ngoài Quốc hội Hy Lạp, người dân lại tiếp tục biểu tình phản đối cắt giảm hơn nữa, tiền lương và lương hưu. Công đoàn cũng phản đối kế hoạch thắt lưng buộc bụng trong năm sau. Sau gần 5 năm thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng, tiêu chuẩn sống của người dân Hy Lạp đã rơi xuống mức thấp, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên và đói nghèo cũng từ đó mà tăng theo. Đã mấy năm rồi, tình hình chỉ có tệ đi chứ không có gì khá hơn. Chúng tôi mắc nợ và sống với món nợ này đến hết đời mình. Trước khi cuộc biểu tình diễn ra bên ngoài Quốc hội, thì Bộ trưởng Tài chính nói với Quốc hội rằng chương trình cải cách vẫn phải tiếp tục. Từ bây giờ, chìa khóa để tăng trưởng và giảm thất nghiệp vẫn là tiếp tục cải cách, và ngay cả sau khi kết thúc gói cứu trợ, các chương trình cải cách mới sẽ không bị ngăn cản, bởi vì đó là con đường duy nhất để có thể đảm bảo tăng trưởng bền vững. Trước đó, chính phủ Hy Lạp đã cố gắng đàm phán nhiều lần với các chủ nợ nhưng đều không thành công. Các chủ nợ đều cho rằng với tình hình hiện nay thì sự lạc quan của Hy Lạp vẫn còn là quá sớm. Hai câu chuyện nổi bật vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp cuối tuần FBNC 24/7 kỳ này. Minh Vy rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị và người thân sẽ có những ngày nghỉ cuối tuần thật là thư giãn và thú vị. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin đầu tuần sau.